Hai anh em ngắm gì mà chăm chú thế? Đẹp quá hả? Bé nhưng mà thực sự là quá là xinh xắn và chất lượng. Đấy, thưa quý vị, Công Tiến ghi lại một tác phẩm mini về một cái hồ koi khoảng 10 mét vuông thôi. Anh em vừa hình thành chân xưởng để làm mẫu để cho quý các anh chị qua đây để trực tiếp thực mục sở thị, mắt nhìn tay sờ, cảm nhận về trình độ tư duy của anh em sắp đặt lên những khối đá, những viên đá ra voi nghệ thuật, bò viền giả suối, cũng như là hệ thống thác phía bên trong. Đây, Công Tiến đi lại gần để cho các anh chị cảm nhận. Đây, đây là một cái thác bằng chất liệu đá lũa đen. Đá lũa đen được khai thác từ trong lòng đất, sở hữu một tông màu đen của hành thủy. Đấy, sẽ rất là phù hợp với những gia chủ có mệnh mộc. Đấy, tức là thủy sinh mộc. Anh em của Công Tiến vừa hình thành trên xưởng là một mô hình mini nhỏ để cho quý các anh chị sắp tới đây, những ai có nhu cầu được tư vấn thiết kế thi công về tiểu cảnh sân vườn hồ koi, thì đoạn video ngắn này sẽ là thông điệp gửi tới quý các anh chị cảm nhận về trình độ tay nghề làm nên những tác phẩm có sức hút như thế này. Đây, những khối đá bo viền nghệ thuật giả suối được ôm chìa ra khỏi mặt nước và cho ta một cái gì đó tinh tế như của dòng suối tự nhiên. Những phiến đá ra voi lớn là những điểm nhấn để cho quý các anh chị có thể đi lên đây ngồi chơi với cá. Những cái thềm rất là nghệ thuật. Đấy. Sở dĩ mà kiếm được những khối đá nghệ thuật như thế này, cũng như là lắp đặt vào đúng vị trí, đòi hỏi sự am hiểu cũng như là con mắt thẩm mỹ. Nhưng với anh em trong đội thi công nghệ thuật của Phạm Công Tiến thì không gì là không thể. Một cái hồ thủy sinh 10 mét vuông, nhỏ xinh nhưng đầy tinh tế. Và phía bên đây là hệ thống thác tràn. Những khối đá nghệ thuật lũa đen được anh em sắp đặt có hệ thống, có quy cách, nước chảy tràn từ khay nọ truyền sang khay kia. Vâng, đàn cá koi thì cũng được thả ít hôm. Lấp ló. Sang năm 2021 Tân Sửu sẽ rất nhiều những hứa hẹn. Công Tiến mong quý các anh chị, những ai đang có ý tưởng, ý muốn kiến tạo cho một góc sân vườn đẹp, một tiểu cảnh đẹp, một hồ cá koi đẹp và một thác nước đẹp, xin liên hệ cho em theo số điện thoại 0982 519933 để Công Tiến có cơ duyên chia sẻ cho quý các anh chị nhiều hơn. Công Tiến đi lại xa hơn để cho các anh chị cảm nhận toàn bộ 12 mét vuông, bao gồm có cả phần mặt nước là 8 mét. Nhỏ xinh nhưng thực sự rất là chất, tinh tế. Sự đồng bộ của đá cũng như cách bố trí cây hoa chen lẫn tạo lên cho chúng ta một sức hút ấn tượng. Hàng năm Phạm Công Tiến nhận tư vấn thiết kế và thi công cho ra rất nhiều các tác phẩm nghệ thuật với các chất liệu đá khác nhau và được thi công trên toàn đất nước, tùy theo diện tích không gian cũng như tuổi mệnh của gia chủ. Đến với nghệ thuật thi công chế tác tiểu cảnh sân vườn Hòn Non Bộ của Phạm Công Tiến, chắc chắn là quý các anh chị sẽ cảm nhận thấy sự am hiểu một cách chuyên sâu về phong thủy ứng dụng, từ lý thuyết đến thực hành, và luôn lắng nghe, thấu hiểu tất cả quý các anh chị, không quan trọng xa hay gần, lớn hay nhỏ, nhiều hay ít, đắt hay rẻ. Công Tiến luôn có quan điểm là kiến tạo cái đẹp cho mọi người. Quý các anh chị yêu thích nghệ thuật của Công Tiến, xin liên hệ cho em theo số điện thoại 0982 519933 để Công Tiến có cơ hội chia sẻ cho các anh chị. Còn cái hồ của chúng ta cũng vừa được hình thành. Dĩ nhiên đây là sản phẩm mô hình làm mẫu. Còn đối với những sản phẩm thành phẩm được bàn giao tới quý các anh chị thì chắc chắn rằng sẽ còn rất là nhiều các chi tiết làm trong tiểu cảnh này nữa.
cũng như là hệ thống lòng hồ được sơn màu đen, cá sẽ được thả nhiều hơn và lúc đó sức hút sẽ tăng cường hơn rất rất nhiều.